Xin chào các bạn, cuộc chiến smartphone hàng đầu luôn là một cuộc chiến vô cùng khắc nghiệt. Bởi vì chỉ cần lỡ chân một năm thôi là các ông lớn có thể dễ dàng lao vào vòng nguy hiểm. Nếu xét về mặt doanh thu thì Apple với iPhone luôn luôn là vị trí đầu tiên, và sau đó là sẽ đến Samsung với Galaxy S. Còn nếu xét về thế giới Android thì Samsung luôn luôn đứng vị trí số 1. Còn phần còn lại của thế giới Android thì sao? Chả lẽ họ lại luôn luôn đứng im để nhìn Apple và Samsung phân chia thị phần hay sao? Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phần còn lại của thế giới Android đó, xem là họ đã sử dụng những sản phẩm hàng đầu của mình như thế nào để cạnh tranh với đối thủ, cùng với hai cụm từ khóa chính đó là liều lĩnh như LG hay là hèn nhát như Sony. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng nhau xem là LG hay là Sony đang cách xa Samsung bao nhiêu bậc về thị phần trên thế giới điện thoại thông minh. Năm 2015 mang đến cho nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới nhiều niềm vui. Samsung tiếp tục khẳng định vị trí số 1 thế giới với 324,8 triệu smartphone bán ra, tăng 2,1% so với năm 2014. Từng có thời là các ông lớn trên thị trường smartphone, nhưng cả HTC, LG, Sony, Microsoft và BlackBerry phải ngậm ngùi ngồi chiếu dưới khi năm 2015 kết thúc. Thị phần của các hãng này quá nhỏ, khiến nhiều công ty nghiên cứu thị trường không muốn nêu riêng rẽ trong báo cáo mà cho vào một nhóm trò tiện. Trong đó, LG có năm 2015 vừa tốt vừa xấu khi lượng máy tiêu thụ tăng 6%, nhưng doanh thu lại giảm tới 21% so với năm 2014. Lực cầu yếu đi trên phân khúc cao cấp ngay tại sân nhà cùng với sự cạnh tranh khốc liệt trên phân khúc Android đã đẩy LG vào tình cảnh chông gai. Với Sony, dù năm tài khóa của hãng vẫn chưa kết thúc, nhưng theo các nhà phân tích, Sony có thể phải chấp nhận khoản lỗ lên đến 500 triệu đô la Mỹ thay vì 300 triệu đô la Mỹ như dự báo ban đầu. Nguyên nhân khiến Sony phải đối mặt với nhiều khó khăn là do thiếu sự đổi mới. Dù Xperia Z5 và Z5 Compact không có điểm đáng chê, nhưng không được người dùng đón đợi như kỳ vọng khiến lĩnh vực di động vẫn thua lỗ bền vững. Việc 3 năm liên tiếp dòng smartphone Xperia không có đổi mới về thiết kế khiến người dùng cảm thấy nhàm chán. Trước tương lai bất định của dòng sản phẩm này, ông Kazuo Hirai, CEO của Sony cho biết Sony sẽ cân nhắc việc rời bỏ cuộc chơi smartphone sau năm 2016. Đặc biệt là ở phân khúc cao cấp thì người dùng đang ngày càng thu hẹp hơn sự lựa chọn của mình. Nếu như không phải là Apple với iPhone thì người dùng chắc chắn sẽ lựa chọn ra Galaxy S hoặc là Galaxy Note. Điều này đã đẩy LG và Sony vào tình thế lầy lội hơn. Vậy thì để cải thiện được tình hình thì hai hãng điện thoại này đã làm gì? Hãy cùng xem nhé! Kể từ LG G3 và G4 đều là những sản phẩm tốt nhưng luôn bị lu mờ trước Galaxy S6, LG đã nhanh chóng thay đổi và ra mắt LG V10 với sự khác biệt vượt bậc từ thiết kế cho đến những trang bị mang tính thử nghiệm cao như camera kép để selfie góc rộng, màn hình phụ để hiển thị các phím tắt, cá nhân hóa cho chủ nhân và tập trung vào công nghệ âm thanh giúp trải nghiệm nghe nhạc tốt nhất. LG V10 đã mang về cho LG một kết quả khả quan. Theo trang tin The Courier Herald, LG cho biết hãng đã bán được tới 450.000 chiếc V10 tại Mỹ chỉ trong vòng khoảng 45 ngày kể từ sau khi mở bán, tức là có khoảng 10.000 sản phẩm đã được bán ra trong mỗi ngày. Đây quả thực là một con số ấn tượng. Tiếp theo sau đó, tại MWC 2016 này, LG đã giới thiệu LG G5 và những người bạn, một sản phẩm có khả năng thay module độc đáo. Với LG G5, người dùng có thể tháo module gốc chỉ trước pin và thay vào đó là module âm thanh với DAC riêng biệt và công nghệ âm thanh BNO hoặc module Camera Plus, cung cấp cho G5 một báng cầm chụp ảnh như máy ảnh chuyên nghiệp với phím cứng chụp ảnh 2 nấc và thêm pin cho thiết bị. Ngay cả bên trong của LG G5 cũng mang nhiều thứ đặc biệt phải kể đến, như là camera kép giúp tăng góc chụp siêu rộng, rộng nhất thế giới. Phản ứng của người dùng và công nghệ dành cho LG G5 tích cực không kém với Galaxy S7 một chút nào. Đây là điều chưa từng có ở những kỳ triển lãm trước. Có thể nói, sự liều lĩnh với những thử nghiệm của LG đã mang lại một kết quả rất khả quan, trước hết là kéo lại sự chú ý của người dùng. Chỉ cần một giá bán hấp dẫn, sẽ có rất nhiều người muốn thử một chiếc LG G5 có khả năng lắp ghép như thế nào, thay vì một chiếc S7 rất hoàn hảo nhưng chỉ là sự hoàn thiện của S6. Bởi những người quan tâm đến công nghệ, bản chất của họ là rất tò mò và hiếu kỳ. Còn với Sony thì dòng Xperia Z dường như đang mất dần sức hấp dẫn đối với người dùng. Vẫn là một thiết kế omnibalance đẹp với nhiều công nghệ danh tiếng như là màn hình Triluminous, Hi-Res Audio vẫn không khiến người dùng có thể trung thành được với họ. Phải chăng là Sony đang quá an toàn? Không bàn đến những nâng cấp cấu hình được cập nhật là lẽ dĩ nhiên, Xperia Z thiết kế omnibalance viền nhựa sang Xperia Z1 Sony nâng cấp khung kim loại, Xperia Z2 không có gì khác. Xperia Z3 nhẹ hơn với viền kim loại được bo lại và mượt mà hơn. Tuy nhiên, sự thay đổi đó là quá ít để người dùng quan tâm đến họ. Sau Xperia Z3, Sony còn định ra mắt Xperia Z4 với thiết kế y nguyên, chỉ thay đổi ở 4 góc bo thêm kim loại. Nếu không có phản ứng dữ dội của cộng đồng, có lẽ Sony đã tự hài lòng với sự nâng cấp đó. Sau đó, Xperia Z4 được bán ra quốc tế với tên gọi Xperia Z3+, và Sony tuyên bố bỏ qua con số 4 và hứa hẹn một Xperia Z5 hoàn toàn khác biệt.
Sự khác biệt trên Z5 dường như vẫn là chưa đủ để kéo mảng điện thoại bớt là gánh nặng của tập đoàn. Với người dùng, Z dần mất đi sự hấp dẫn, uy tín. Quá sợ về cái rớp luôn bị thua cuộc với dòng Z, Sony Mobile mới đây đã ra mắt dòng Xperia X với bộ 3X, XA và X Performance và úp mở về việc đây sẽ là dòng điện thoại thay thế cho dòng Xperia Z, có nghĩa là Xperia Z6 sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện. Động thái này của Sony có phần khá thông minh nhưng cho thấy một sự thiếu quyết liệt trong cuộc chiến này. Dòng Xperia X sẽ giúp hãng thoát được định kiến dòng Xperia Z luôn luôn không bằng Galaxy S. Xperia X Performance là một chiếc điện thoại cao cấp nhưng sẽ không bị so sánh với Galaxy S7. Sony chưa sẵn sàng để thay đổi, Sony chưa biết thay đổi như thế nào cả. Sony không dám liều lĩnh trong cuộc chiến khốc liệt này mà người dùng thì đang gần hết kiên nhẫn. Và thay cho lời kết, một mô hình để có thể vực dậy được tình trạng kinh doanh ảm đạm mà S-Channel thấy là đang được thực hiện rất thành công, đó là cho ra một chiếc điện thoại mới với sự thử nghiệm cao, từ mới lạ cho đến kỳ lạ như là BlackBerry Flip hay là LG V10. Có thể là không đặt nặng về vấn đề doanh số để lôi kéo lại sự quan tâm của người dùng, sau đó thì sẽ tiếp tục cuộc chiến flagship hay là các phân khúc khác với các đối thủ khác. Không biết là bước đi tiếp theo của Sony sẽ là như thế nào nhỉ? Ý kiến của các bạn như thế nào thì hãy để lại comment xuống phía dưới nhé. Trước đó thì đừng quên để lại một like. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại.